Xin chào tất cả quý anh chị khách hàng nha, lại là Nam đây ạ. Thì tiếp tục video ngày hôm nay, Nam sẽ cập nhật giá xe qua Alpha để cho anh chị tham khảo nha. Thì hiện tại qua Alpha cửa hàng của Nam có sẵn màu trắng nè, màu đỏ và màu xanh đậm. Hiện tại thì màu xanh đậm Nam đang trưng bên dưới showroom ha. Nam sẽ quay từng màu để cho anh chị dễ tham khảo ha. Đầu tiên là màu đỏ nè anh chị. Anh chị lưu ý ha, màu đỏ thì chỉ có một loại đỏ là đỏ tươi thôi nha anh chị, không có đỏ đô ha, không có đỏ đậm, chỉ có một màu đỏ tươi thôi. Và tất cả xe bây giờ là 2023 hết nha anh chị. 22 với 23 là nó chỉ khác nhau về cái tem dán thôi anh chị, còn xe là không khác gì hết á, từ thiết kế, kiểu dáng, máy móc, động cơ, tính năng là không có gì khác biệt hết, chỉ khác biệt duy nhất cái tem thôi đó. Thì qua Alpha nổi tiếng với độ bền rồi. Có một số anh chị khách hàng nói vui đó là xe này chả có gì để hư mà thực tế xe này anh chị chỉ cần kiểm tra định kỳ và thay nhớt đều đặn thì Nam nghĩ là muốn nó hư cũng hơi khó nha anh chị đó. Đây tất cả đều là cơ hết nha, nhưng mà vẫn thể hiện đầy đủ tất cả các thông số hết nha anh chị đó. Ổ khóa cơ luôn đó. Và không có công tắc đèn ha. Rồi tháng trước tháng sau đều là tháng cơ hết nha anh chị, không có bánh mâm cũng không có tháng đĩa ha, là tháng đầm bình thường thôi đó. Rồi đây là màu trắng nè, màu trắng thì tem màu xanh đây, màu trắng. Nếu như anh chị đi mua xe quen pha mà thắng đĩa hoặc là bánh mâm thì 100% xe đó là xe độ lại nha anh chị. Nguyên zin của nhà máy từ xưa tới giờ là quen pha chỉ có một loại này thôi. Bánh căm thắng đầm trước, thắng đầm sau. Bên em hay gọi là thắng đầm anh chị, có một số nơi gọi là thắng cơ. Rồi làm sao biết xe này 22, 23 thì anh chị nhìn vào đây nè. Nếu như anh chị biết cái tem thì nhìn vào cái tem thôi. Còn nếu như anh chị nào không biết thì nhìn vào chỗ này nè. Có năm sản xuất 2023 nè anh chị. Đây, lấy nét lên cái ha. Đó. Đó, trọng lượng bản thân chỉ có 97 kg thôi và xài chìa khóa cơ. Còn nếu như anh chị biết xe thì chúng ta nhìn vào cái tem dán này chúng ta sẽ biết. Rồi còn đây là màu xanh nè anh chị, màu xanh đậm ha, màu này cũng được rất là nhiều anh chị khách hàng săn đón luôn nè. Nói chung thì giữa ba xe thì nó chỉ khác nhau về cái màu sơn thôi. Hiện tại thì của Alpha 2023 phân phối thị trường 3 phiên bản nha, ở 2 phiên bản nha anh chị, 4 màu sơn. Phiên bản tiêu chuẩn thì nó có màu trắng nè, màu đỏ, màu xanh đậm và phiên bản đặc biệt là màu đen nhám ha. Hiện tại thì đen nhám bên Nam chưa có xe về. Đèn thì đèn halogen hết. Nam thấy rất là nhiều anh chị khách hàng mua xe này về rồi đổi đèn led anh chị, một là thay bóng led, hai là mua luôn cái giá led luôn. Nam thấy anh chị làm thôi ha. Rồi mức tiêu hao nhiên liệu của xe này đây, 1,9 lít trên 100 km nha anh chị. Cũng rất là tiết kiệm ha. Xe này chúng ta chỉ việc kiểm tra định kỳ và thay nhớt đều đặn là ok thôi, chứ Nam nghĩ cũng không có gì phải quá cầu kỳ. Rồi Nam báo giá luôn ha, hôm nay là ngày 25 tây tháng 5 2023 rồi. Hiện tại dòng xe của Alpha bên Nam màu trắng, màu đỏ, màu xanh đậm bán bằng giá nhau hết nha anh chị. Mình đang bán ra mức giá là 18.900.000, 18.9, giá xe đã bao gồm VAT rồi nha anh chị, chưa bao gồm phí lăn bánh ha. Trả góp thì anh chị đưa trước số tiền tầm khoảng 4 triệu, ít nhất là tối thiểu là 4 triệu nha anh chị, 4 triệu được thể lên hồ sơ được nha. Còn anh chị trả nhiều hơn thì cái khung góp hàng tháng nó sẽ nhẹ hơn thôi. Nhưng mà tối thiểu là 4 triệu. Thủ tục thì bây giờ chỉ cần căn cước công dân bản gốc nha anh chị, không bị nợ xấu nha, nợ xấu là cũng thua luôn. Rồi đó là tất cả thông tin về dòng xe Alpha ha. Mà quên, có một số anh chị hỏi là Alpha có phun xăng điện tử không, là không nha anh chị, Alpha là xài bình xăng con nha. Đây quay cận cho anh chị thấy nè, đó là bình xăng con ha. Honda hiện tại bây giờ chỉ còn duy nhất cái dòng quay Alpha này và cái dòng xe Plug nè, đó là xài bình xăng con thôi. Còn tất cả những dòng xe còn lại đều là FE hết nha anh chị, RS của FE, full trào của FE luôn. Chỉ riêng cái dòng quay Alpha với dòng Plug đó là bình xăng con thôi, hay gọi là bộ chế quạt khí đó. Rồi sẵn tiện mở cái cốp cho anh chị xem luôn ha. Đây, cốp xe này thì nhỏ thôi anh chị, để được bao tay, mắt kính, khẩu trang, bóp tiền được thôi, chứ không để được mũ bảo hiểm nha. Bình xăng với yên, bình xăng này 3 lít 7. Xe này thì phù hợp với những bạn là tân học sinh sinh viên này, chuẩn bị bước vào giảng đường cao đẳng đại học nè, hoặc là những cô chú lớn tuổi muốn tìm một chiếc xe để làm phương tiện đi lại, đi chợ, đi đám tiệc rồi đó, nhỏ gọn nhẹ, giá thành phải chăng. Và những cô chú muốn mua chiếc xe để làm một cái phương tiện để kiếm cơm, ví dụ như chạy Honda ôm nè, chạy Grab nè, chạy giao hàng rồi nè, thì Alpha là một trong những sự lựa chọn đáng để quan tâm nha anh chị, vì cái độ bền nó rất là cao ha. Nhưng mà quan trọng của bên là tại người mình chăm sóc bảo dưỡng xe thế nào thôi. Rồi đó là tất cả thông tin về dòng xe của Alpha này, anh chị nào quan tâm thì liên hệ Nam ha.
Anh chị nhớ đăng ký kênh của Nam để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về những dòng xe mới ha, cũng như là về giá xe. Nam sẽ cập nhật liên tục những thông tin về xe mới và giá xe để cho anh chị tham khảo nha. Cảm ơn tất cả các anh chị đã dành chút thời gian quý báu của mình để theo dõi video của Nam. Hẹn gặp lại các anh chị vào những video tiếp theo nhé. Xin chào.